Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Thuyết tán tỉnh cậu, Theory of Love do Đam Mỹ Tường Truyền thực hiện, chương đặc biệt 5. 4 năm sau. Xin chào, chúng ta lại quay trở lại với chương trình trò chuyện cùng người nổi tiếng. Như chúng tôi đã bật mí, hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn đạo diễn nổi tiếng của thời đại. Giờ phút này chắc chắn không ai là không biết đến bộ phim Tình yêu chạm đến chân tình. Chính vì lý do đó, sau đây tôi xin phép được mời anh Kai Kunpot, Greg Pyom. Xin chào. Xin chào. Trời, không những tài năng mà còn siêu đẹp trai. Khen quá lời rồi ạ. Hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều câu hỏi đến từ khán giả cũng như các fan hâm mộ của chương trình. Chương trình đã chọn ra những câu hỏi hay nhất. Hôm nay bạn Kai sẽ trả lời để mọi người cùng biết thêm về những câu chuyện đằng sau hậu trường nhé. Mọi người đã sẵn sàng chưa nào? Nếu như đã sẵn sàng rồi thì hãy cùng theo dõi thôi. Kai có thể giới thiệu ngắn gọn về bản thân và trình độ học vấn của bạn nào? Xin chào, tôi là Kai Kunpot Greg Pyom, tốt nghiệp khoa truyền thông chuyên ngành điện ảnh, hiện tại 26 tuổi. Bạn đã từng làm đạo diễn cho những bộ phim nào vậy? Phim ngắn làm cùng bạn thời đại học như là Friend, Chain, Drain và Đời chờ tình yêu ở Bến Tàu. Sau khi tốt nghiệp thì tác phẩm đầu tiên đó là phim ngắn quảng cáo cho thuốc trị mụn tên là Lost, Em biến mất, tôi không thương nhớ. Sau đó nữa thì mình có quay MV ca nhạc cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như nhóm Room 25, nhóm Tomato, Anh Ôm và nhóm Alcohol và một số các bài hát mà có kể 3 ngày cũng không hết. Còn với màn ảnh rộng thì phim này chính là phim đầu tay của mình, Tình yêu chạm đến chân tình. Vậy ban đầu bạn có hy vọng bộ phim sẽ đạt được doanh thu hàng trăm triệu không? Vì tôi làm phim bằng con tim, như Nolan đã từng nói, việc làm phim chúng ta đừng hy vọng bộ nào sẽ xuất sắc như mục tiêu mà chúng ta đề ra. Chỉ cần chúng ta làm với sự thích thú ngay lúc đó là đủ. Còn chuyện doanh thu thì tôi không nghĩ đó là phần thưởng cho sự cố gắng thì đúng hơn. Hiện tại doanh thu phòng vé đã là bao nhiêu rồi? Gần 600 triệu bạt, khoảng 420 tỷ Việt Nam đồng, xếp thứ 2 sau P-Mark, Người tình duyên ma. Cảm thấy thực sự biết ơn các bạn khán giả đã nhiệt tình ủng hộ bộ phim ạ. 26 tuổi vẫn là một tuổi quá nhỏ đối với một đạo diễn phim điện ảnh. Vậy bạn cảm thấy như thế nào? Tự hào, nhưng tôi sẽ luôn cư xử như nước trong lửa ly, học hỏi và chăm chỉ làm việc. Vì các anh chị đạo diễn rất dày dặn kinh nghiệm, thực sự đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều. Tôi rất kính trọng họ, họ rất giỏi. Vậy bộ phim yêu thích và thường xem nhất của bạn là gì? 20 sắc thái của vợ. Fan Club có hỏi rằng kênh channel MovieSeaver trên YouTube xuất hiện như thế nào vậy? Phải nói kênh này thì đã làm từ lâu rồi, là kênh của Thớt, người yêu tôi. Bắt đầu tạo từ hồi học đại học, là kênh chuyên để review về những bộ phim tạo được hiệu ứng lớn từ đó. Đa phần Thớt là người làm hết, còn tôi thì thoảng sẽ phụ thêm. Nghĩ rằng lý do gì đã khiến MovieSeaver đạt được 2 triệu người subscriber? Có thể là do hiệu ứng của những người xem phim của tôi và Thớt chăng? Còn nhớ lúc học xong năm thứ tư trước khi đăng phim ngắn Friend, Chain và Rain, số lượng người theo dõi chỉ ở hàng nghìn nhưng cứ tăng dần thì sau khi chúng tôi đăng tải phim ngắn cho mọi người xem. Mình hỏi hơi sâu một chút nhé, hiện tại người yêu của Kai là ai vậy? Dành cho các bạn fan của bộ phim vẫn chưa biết nè. Người yêu của tôi là Thớt Thapachop, đạo diễn của series phim đình đám của kênh UTH hiện nay. Chắc mọi người có biết là Homoro hết thời, đó chính là người yêu tôi. Phong cách đạo diễn trong tương lai và ước mơ lớn nhất của bạn là gì? Hiện tại tôi đang có một dự án phim mới, nhưng chắc phải mất hơn một năm nữa để hoàn thành kịch bản, thì mới có thể bắt tay và làm được. Vẫn sẽ là thuộc loại thể loại rom-com theo style cũ của tôi. Còn ước mơ lớn nhất thì đó là được làm phim cùng với đạo diễn là bạn Thớt Thapachop. Phải nói là ngay từ bước chân vào ngành giải trí, chúng tôi chưa được hợp tác với nhau dù chỉ là một bộ phim ngoại trừ phim ngắn. Châm ngôn sống luôn khắc ghi trong lòng của bạn là gì? Đẹp trai hay không không quan trọng, ăn thua là chống và động viên. Ồ, thỏa mãn với bài phỏng vấn exclusive với đạo diễn hot nhất năm nay rồi nhé. Tôi cảm thấy rất háo hức khi được ngồi xuống đây phỏng vấn bạn Kai. Tôi cũng vậy. Kai, anh có muốn nhắn gì gửi đến các khán giả đang theo dõi hiện tại không? Kai, cứ nói đi.
Thằng Kai khi nào mày mới chịu ra ăn cơm? Đang làm cái quần gì vậy? Tao chờ lâu ơi là lâu, làm ơn vác thân mày ra dùng cái. 1, 2. Thấy mẹ vợ rồi, vợ đến kiếm. Ra rồi đây, lẹ đi thằng Bon, vợ ta la. Ui, nhiệm vụ lết xác ra cho vợ chửi bắt đầu. Tôi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng ngủ đến trình diện vợ ở bàn ăn. Còn thằng Bon nhanh chóng thu dọn máy quay và script nhét vào ba lô. Nối gót tôi ra ngoài rồi đứng đó nhe răng ra cười, thấy đủ 30 cái hàm răng trắng bóc. Làm gì? Thằng Thớt đứng chống nảnh thấp giọng tra hỏi tôi với vẻ không hài lòng. Mẹ nó, tối qua đứa nào chọc giận nó để bây giờ nó kéo không nổi tâm trạng lên luôn nè. Người ta làm video với thằng Bon chuẩn bị đăng lên kênh Movie Silver mà. Có phải thời gian không? Gọi ra ăn cơm từ nấy giờ rồi? Mẹ nó, sờ cơm nguội cả rồi. Rau thì quắt béo như chỗ đó của mày. Ta hỏi thật như thế mà còn ngon được sao? Câu nói dài hơi rót vào màng nhĩ rõ ràng từng chữ đến mức khiến người nghe run lẩy bẩy. Kể từ khi quen thằng Thớt, phải nói là ngày nào tôi cũng biến thành một người yếu đuối. Hai đứa mày giải quyết với nhau đi nhé. Ta về trước đây. Thằng Bon mất dạy, lúc nào khó khăn thì nó cũng trốn mất tâm. Về luôn hả? Không ở là ăn cơm cùng đá. Vợ tôi cố gắng giữ bản lại, nhưng hãy nhìn nét mặt của thằng quỷ Bon lúc này đi, chắc là muốn ăn cơm chung đó ha. Không thì hơn, tao ngại. Hey, không cần ngại. Thì tao ngại với mày, ít ra làm ơn ngại với tao nữa đi mà. 3 ngày nữa gặp lại nha bạn hiền. Bye. Thằng bản thân vẫy tay tạm biệt rồi nặn ra vẻ mặt cam chịu gửi tới tôi. Sau đó ba chân bốn cẳng phóng hết tốc lực ra khỏi phòng. Chỉ còn lại hai vợ chồng ở bên nhau, 5 năm trời đứng đực ra một chỗ. Rồi giờ sao đây, ngồi được chưa? Dạ, ngồi đi ạ. Đừng để nói phải nói đến lần thứ hai, coi chừng nó phang đầu một cái không biết đâu mà lần. Xin hãy nhớ về ngày xưa ấy, đó là một quá khứ vô cùng huy hoàng, xưng hô với nhau đàng hoàng, toàn mày tao. Còn bây giờ hả trời? Chỉ có nó mới có quyền gọi tôi như vậy, còn tôi phải xưng với nó là người ta mà không được phép cãi lại hay giận dỗi. Nếu không là một cước liền ngay tức khắc, tôi sợ nó còn gặp hơn ma nữa. Làm gì với thằng Bon? Vừa đặt mông xuống ghế phát, nó đã lấy khẩu cung liền luôn. Quay video như đã nói rồi mà. Cái phỏng vấn mơ mộng háo huyền của mày ấy hả? Cục cưng, con người ta phải có ước mơ thì mới thành công được chứ. Mày để thời gian nó bắt tay và làm đi thì hơn. Được nghỉ những 4 ngày dài nên người ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi mà. Nghĩ ra kế hoạch chưa? Đời cục cưng nghĩ đó. Không biết tự nghĩ hả? Hay, tôi làm mặt khinh bỉ. Nhưng hỏi thằng Thớt có biết không thì không hề. Nó ngồi xiên thịt heo trong đĩa rồi đưa đến miệng ăn ngon lành. Cuộc sống sau khi tốt nghiệp của chúng tôi giống như quá trình trưởng thành. Mỗi người một con đường tìm cho mình ước mơ. Tôi bắt đầu học hỏi được nhiều kinh nghiệm khác nhau, rồi hiểu ra được rằng sự thật của bản thân thích gì. Thằng Thớt cũng vậy. Thời gian khiến chúng tôi chứng minh được bản thân mình, và sự nỗ lực cố gắng đó sắp được đền đáp bằng thành quả xứng đáng. Hiện tại chúng tôi làm việc trong cùng một công ty. Vợ yêu nhận trọng trách viết kịch bản, đây là công việc chính của nó. Còn chuyện đạo diễn phim thì xin hãy để kinh nghiệm thêm 2-3 năm nữa trước khi bắt tay làm phim màn ảnh rộng. Tôi thì vừa nhận một dự án cách đây mấy ngày. Tôi sẽ đạo diễn cho một bộ phim mà tôi và thằng Thất cùng nhau viết kịch bản. Đúng là như mơ ước luôn. Ngay giây phút được chấp thuận cho làm phim, nước mắt suýt nữa thì rơi. Ngồi ôm vợ khóc tu tu ngay chân giường. Cảm giác hạnh phúc không thể giải thích được. Có thể gọi bộ phim Để Đời Của Hai Đứa Tôi sắp trở thành việc kinh doanh của gia đình rồi. Còn chuyện phỏng vấn ban nãy chỉ là tập trước thôi nha. Để ngày nào đó khi nổi tiếng hơn sẽ đăng clip này lên cho fan club xem. Vì tất cả mọi thứ nói ra đều toàn bộ là sự thật, ngoại trừ bộ phim điện ảnh vẫn chưa bắt đầu làm, và nó cũng không có tên là Tình Yêu Chạm Đến Chân Thành. Được nghỉ 4 ngày hả? Đi tỉnh chơi không? Tôi rủ rê. Người ta đổ xô đi tỉnh chơi cả, rốt cuộc ra đó cũng chỉ để chen lấn với nhau thôi. Vậy chúng ta lại Bangkok tiếp vậy? Mày muốn câu trả lời như thế này cũng không cần mở miệng ra hỏi tao chứ thằng Quần. Tôi chỉ có thể lẩm bẩm rủa trong bụng mấy lần trước khi xúc cơm cho vào miệng. Ăn kèm vào, tiếng của vợ yêu vẫn vang lên không dứt. Rau không ngon thì ăn thịt heo đi. Nhưng tay của nó thì múc mớ rau co quắp lại đưa liên tục vào miệng,
Còn chưa chê là không ngon câu nào. Vì sao biết không? Nó là người mua chứ sao? Cảm ơn mày, thớt, vì đã yêu tao. Đổi thành cục cưng. Cảm ơn cục cưng đã yêu người ta. Nội thương nha. Chúng tôi như vậy cũng chỉ khi nào ở trong phòng có hai đứa với nhau, lúc ra ngoài hay ở công ty thì vẫn xưng hô tao mày như cũ. Không cần cảm ơn, dạo này ta không ăn thịt heo, đang giảm cân. Ôi, vợ yêu ơi, lúc này mà còn giảm cân làm cái quần què gì chứ. Phải là tao, nếu phải ăn mấy cái thứ rau quắt queo trong đĩa như nó thì tôi thả béo ú còn hơn. Vậy tối nay đi chợ đêm rót phai không? Người trước mặt dừng suy nghĩ một chút. Hồi trước, ở đây mỗi khi nó trợn tròn đôi mắt thì tôi cảm thấy đúng dễ thương luôn. Còn bây giờ hả trời, trợn mắt một cái tôi còn tưởng gì đâu con quỷ Annabelle chứ. Đi. Yes. Mày có hẹn ai không? Không, người ta đi với cục cưng mà, chỉ hai chúng ta thôi. Rồi đó lại cầm củi ăn tiếp không thèm nể nang ai. Cuộc sống thường ngày của tôi và thằng Thớt là như vậy đó. Dường như lặp đi lặp lại nhưng thật ra đúng có nhiều màu sắc. Càng là lúc ra phim trường làm việc cùng toàn làm phim và diễn diễn viên thì rõ ràng hơn. Tôi gần như trở thành người có bạn đủ mọi lứa tuổi, từ các tiền bối lớn tuổi hơn đến mấy đứa nhỏ tuổi hơn. Nếu hợp nhau thì giữ quan hệ tiếp, khác tính thì lâu lâu mới chào hỏi. Thằng Tu bây giờ vẫn còn quen với anh An, nhưng hai vợ chồng nhà đó hơi khác biệt một chút là ở chỗ họ theo style indie, làm phim ngẫu hứng và đặc biệt chỉ nhận những bộ muốn làm mà thôi. Còn thằng Bon vẫn một thân một mình, quay qua quay lại mấy năm trời cũng không dính lấy với ai, nhưng nó vẫn vui vẻ với cuộc sống mỗi ngày hiện tại của nó. Sau khi ăn xong, tôi tự giác nhận nhiệm vụ rửa chén. Luật lệ trong phòng này đều do một tay thằng Thớt đặt ra, như rửa chén thì thay phiên mỗi đứa một ngày, nhưng nếu hôm nào ra ngoài ăn thì không tính, hoàn thành xong xuôi nhiệm vụ cũng không đợi tắm rửa gì hết. Vợ tôi nó đã thay đồ thành áo tay dài, hình Nolan và quần sọt như mọi khi đợi sẵn trước cửa rồi. Còn tôi thì bận đồ cũ này thôi, áo tay dài, quần jean và ba lô đeo chéo là món quà sinh nhật nó tặng tôi vào năm ngoái, hiểu bút xì hẳn hoi đó nha. Nhưng tôi phát hiện ra đó là hàng face, cũng chỉ mới chủ nhật tuần trước thôi. Còn bắt đầu đợi lâu nữa không? Nếu không tôi đi một mình. Đây rồi nè, tao chỉ xịt hai phát nước hoa thôi mà. Rồi xịt nước hoa cho ai ngửi thế không biết? Đâu có cho ai ngửi đâu, chỉ sợ có mùi hôi nách thôi cục cưng à. Nhưng mày xịt ở gáy đó thằng Châu, nách mày ở cổ hả? Không chịu, đừng có màu kháu kỉnh mà. Tôi kéo người nó vào ôm thật chặt rồi nhấn một nụ hôn mạnh xuống gò má, hòng lấy lòng đối phương. Phim mùi mẫn từ miệng tao phát ra. Rồi tối nay đi xe gì? Chào Huy không? Chợ không có chỗ đậu xe ô tô. Mất rồi à, chịu trách nhiệm. Leo lên BTS là tiện nhất. Nói xong nó lấy chân đạp cửa bước ra khỏi phòng ngay lập tức. Tôi đúng hoang mang. Vậy rồi mày còn hỏi ý kiến thằng chồng là tao làm gì trời? 8 giờ tối, chợ đêm đông vui nhộn nhịp. Tôi đi tới đi lui xem đồ cho đến khi rã cả chân, nhưng cuối cùng cũng không có gì trong tay ngoài bộ đồ ngủ hình smooth của vợ yêu. Cục cưng, ghé vào chút được không? Tôi hỏi ý kiến nó khi đi ngang qua các quán rượu được trang trí bắt mắt ở bên cạnh. Một chút cũng được. Chỉ cần nghe tới đó tôi liền bán sống bán chết hướng tới mục tiêu đã định, nhưng rồi giọng nói có ảnh hưởng nhất đến cảm xúc của tôi vội vang lên. Thằng Kai, mày đi đâu? Thì quán rượu. Không nói đâu, cái quán mà ta đang chỉ vào và đang phóng theo tốc độ ánh sáng vào là cái quán mà tôi hay đi uống với bạn trong đoàn làm phim. Rượu thì không ngon, nhưng gái thì hết sảy, đẹp và rất có đẳng cấp, hợp với mặt mũi của tôi dù có ăn mặc xoàng xính, đang đeo túi hàng giỏm, bẩn áo cổ lỗ của vợ đi nữa. Không phải quán này. Vậy cục cưng tròn đi, quán nào cũng được. Các quán san sát nhau, style cũng na ná nên tôi không có vấn đề gì. Bên kia kìa, quán ta muốn uống. Bàn tay trắng bóc chỉ về hướng đối diện có vài quán nhỏ nhỏ đang hoạt động. Quán cocktail. Ôi, coi thường tiểu lượng của đạo diễn như tao quá anh em. Cục cưng muốn uống cocktail hả? Cục cưng không muốn phá lệ hả? Mày uống say làm gì? Lát về không nổi ai chịu trách nhiệm. Uống cocktail là được rồi. Sau đó đối phương đi một nước tới quán đã định sẵn. May là quán này theo phong cách dễ thương,
ông chủ có cái xe van màu kem, sửa chữa trang trí lại thành quầy bar rồi kê thêm vài cái ghế cho khách ngồi uống. Xin mời, cứ ngồi đi ạ, bàn còn trống. Nhận được sự phục vụ khá là ấn tượng, thằng Thớt ngồi xuống ghế trước, tôi ngồi theo sau, nhìn menu bày ra trước mặt nhưng không thể hiện ra ý kiến vì muốn để cho vợ yêu gọi nước, sợ làm phật lòng lại lôi tôi ra chửi nữa. Cục cưng gọi đi. Mày muốn uống gì? Nè, nhìn thì có vẻ đang chiều lòng nó nhưng ta không dám đâu. Cái gì cũng được, tùy cục cưng thôi. Strawberry không? Hồi trước mày thiếu điều uống rượu bằng lu luôn, bây giờ lại đổi xuống sang strawberry. Ok, người chồng của năm như tôi nào dám ho he gì, cho nên đành thờ nụ cười gửi tới nó thay cho suy nghĩ trong lòng. Tao hỏi là strawberry không, mày cười cái vẹo gì, đầu óc có vấn đề hả? Đừng nói với ai nhé, rằng đời đạo diễn có chỉ trò trò như tao đây ngoài đời lại phải răm rắp nghe theo lệnh của vợ. Người ta uống strawberry cũng được. Biểu môi làm gì? Người ta sợ cục cưng nổi giận. Thì mày thích chọc cho tao giận mà khai, về phòng tao sẽ chơi luôn cái to. Tôi trợn tròn mắt. Ấy là đang nói chuyện đó đúng không? Quần què là ta đang nói cái rổ, đem xuống nhét. Hay, đúng là mất hết cả hy vọng lẫn mộng mơ. Từng nghĩ rằng lúc mới quen rằng tôi sẽ là người dẫn dắt, là người chỉ đạo trong cuộc sống của thằng Thớt. Tất cả quá ư là tuyệt hảo. Nhưng không, cuộc sống mà tôi phát hiện ra còn nhiều niềm vui hơn thế. Như là anh Sen đã từng nói, đôi khi anh hùng sinh ra là để đi theo làm tùy tùng cho vợ mà thôi. Không lâu sau, phục vụ của quán nhận order, thằng Thớt gọi một bình strawberry. Hai vợ chồng chúng tôi vừa uống vừa ngắm cảnh vì cho dù có cuốt 10 bình như thế này thì tôi cũng không say nổi. Cái này rõ ràng là nước trái cây. Này, nếu đem Chawi ra đầu trước quán thì mẹ nó chắc chắn ngầu hơn tất cả luôn. Tôi nhìn về hướng quán rượu đối diện ban đầu định bụng vào đó sử dụng dịch vụ rồi thở dài. Phía trước có một số Big Buy và Chopper xe phân khối lớn đậu ở đó khoe mé. Hơn nữa, mọi người còn mang theo vờ dáng nuột ngực to để cho mấy đứa kia lắc mắt chơi. Còn nhớ lúc mày vứt nó ở khoa y không? Đó mà là ngầu hả? Đúng tụt mút luôn vợ yêu ạ. Mày đừng nhắc chuyện trong quá khứ nữa chứ. Tao chỉ nhắc nhở thôi, lỡ ngày nào đó mày xảy ra chuyện thì tao phải làm sao? Tao cứ tưởng mày sẽ vui, không có mày tao sống không nổi đâu khai. Câu nói đó chạm thẳng đến cảm xúc đong đầy như thể lâu lắm rồi mới cảm nhận lại được. Thằng Thớt không ngẩng mặt lên nhìn tôi, nó cúi gầm mặt xuống nghịch mấy cái game vớ vẩn trong điện thoại của nó. Dẫu vậy tôi vẫn cảm giác rõ ràng nó đúng là đứa hay mắc cỡ mà. Không có mày tao cũng không sống nổi mà Thớt. Bắt đầu ngọt ngào đây, ít nhất hôm nay cũng có gì đó tốt lành chứ. Mày thay từ cục cơn bằng gì cơ? Người ta sai rồi. Đúng khốn nạn, mất hết cái sự ngọt ngào mà tôi còn nghĩ sẽ xảy ra vì câu nói của vợ tôi chứ ai. Điên thật. Chúng tôi ngồi thưởng thức bầu không khí xung quanh cùng với thứ đồ uống có nồng độ cồn 1% pha lẫn vào cocktail một cách vui vẻ. Bình đầu tiên hết sạch, không đủ để làm mướt cổ hàm chúng tôi. Người đối diện đành mở miệng hỏi thêm một lần nữa. Lần này cho mày chọn. Blueberry đi vậy, nhưng tăng thêm đô được không? Khi đáy nhẹ quá. Bình thứ hai bắt đầu lên sóng. Lần này mới gọi là uống đây nè. Tôi thích hương vị của rượu lần này vì nó đậm hơn. Sau đó chúng tôi thay phiên nhau lân ly, thay phiên nhau gọi cho đến khi nhận thức lại được. Mẹ đó, ta là bình thứ sáu. Hơn nữa còn tăng thêm 5 đô khiến cho tôi muốn phát điên. Say rồi chứ sao nữa mà còn hỏi. Uống gì thì dễ nhưng say ngáo ngơ là có thật. Cái thứ đồ uống lẫn lộn nó thực sự là chịu không nổi mà. Hai mi mắt của tôi sắp sửa sập xuống. May là có bàn tay trâu bò của vợ yêu vỗ vỗ cho tỉnh, nên tôi mới vội vàng lôi ví ra trả tiền rồi xách nhau liền xiển gọi taxi về lại chung cư. Vợ chồng người ta thì chồng ấm vợ rồi nhẹ nhàng đặt lên giường, còn vợ chồng tôi thì kéo chân nhau mà về. Quan trọng là tôi là người ngủ say như chết để nó kéo lê trên sàn. Chẳng muốn nói tí nào, ngầu nhất trong ba giới rồi, giới ma đói, giới quỷ dữ, giới đột biến vì tôi không còn đủ sức để gác chân. Thằng Thớt lôi tôi vào toilet, tình thế lúc này cũng ôm chặt bồn cầu mà ngủ như gối ôm.
Còn cái người trắng bóc đang chân nọ sọ chân kia vì tác hại của rượu thì đứng cởi áo quần ra chuẩn bị tắm. Đó là ký ức cuối cùng của tôi còn ghi khắc được. Nhưng mà không biết bây giờ là mấy giờ và tôi đã trở về nhà được bao lâu. Mắt nhắm mắt mở thêm một lần nữa thì nhận ra mình đang ôm bồn cầu như cũ. Còn thằng Thớt, người chuẩn bị đi tắm thì không còn ở đây nữa. Tôi quyết định bỏ khỏi sàn, định bụng sẽ đi lên giường ngủ với nó, nhưng ánh mắt lại dừng chân ở thân thể của một người quen thuộc. Ôi, chà chà, nó ngủ vất vẻo trong bồn tắm luôn. Tỉnh thấy lúc này y chang như lúc mới vào, ngoại trừ cái áo bị cởi ra để chuẩn bị tắm. Tôi sợ nó nảnh lên với tay lấy bịch đồ ở ngay cạnh thay cho nó. Bình thường nếu xong xuôi tôi sẽ phải đưa nó lên giường ngủ tiếp đúng không? Nhưng tôi đang buồn ngủ mà, lại còn say, cho nên giải quyết bằng cách nằm ôm nó ngủ trong bồn tắm luôn. Không thèm lên giường êm ở đâu cũng được, miễn là có thằng Thớt ở bên là đủ. Đối phương rên lên một cách không hài lòng khi tôi chen vào địa bàn của nó. Cho ngủ chung với. Ôi, ôm được không? Nó chép miệng nuốt nước miếng thay câu trả lời. Ngủ ngon nhé. Đó là câu nói mang theo vẻ mơ màng trong lúc mới ngủ, nhưng tôi không để tâm. Chúng tôi ở bên nhau 5 năm, cãi nhau cũng thường xuyên. Giận nhau đó là chuyện bình thường của cuộc sống lứa đôi. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ để cho những vấn đề như thế này kéo dài quá một ngày. Vì mỗi người chúng tôi đều nghĩ là sẽ lãng phí khi chúng tôi không hưởng được niềm hạnh phúc cho thật đáng. 3 ngày nghỉ còn lại, tôi và thằng Thớt không có kế hoạch đi đâu chơi. Đồ ăn thì dự trữ đầy trong phòng. Người làm trong ngành thì mới biết đây mới là ngày nghỉ thực sự và cũng chính là thiên đường. Đôi khi chúng tôi chẳng muốn đi đâu cho mệt, chỉ muốn ở trong phòng ngủ chán chê phủ phê, thức dậy chỉ để ăn sáng rồi lại ngủ tiếp. Cuộc sống có phần tẻ nhạt nhưng đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Khai, mày lên giường ngủ tiếp đi. Tiếng của vợ yêu đánh thức tôi dậy khi ánh sáng phản chiếu qua gương trong phòng tắm rọi vào. Mày dậy rồi hả? Ngủ tiếp đi. Ta đau lưng, về giường ngủ tiếp nha. Sau khi mở mắt, tôi liền nhìn vào đôi mắt trong trẻo của người trước mặt đã chăm chú nhìn tôi từ bao giờ. Thằng Thớt siêu dễ thương luôn, bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy, đến nỗi tôi bắt đầu cảm nhận được cái gì đó trỗi dậy. Người ta xin được tâm tình với cục cưng trên giường được không? Người ta muốn, ta hôi mùi rượu, không chịu. Chỉ như vậy thôi, ta liền rớt khỏi thiên đường. Hai mi mắt mở to hết cỡ nhìn thân hình mỏng manh chậm chậm gỡ tay tôi khỏi người nó, rồi đi tới vòi sen để tắm rửa đánh răng. Nó nói là hôi mùi rượu, vậy nếu không hôi thì có thể làm. Hay, vợ yêu đang mời gọi, nế nào khun thót lại bỏ lỡ, vội vội vàng vàng đứng dậy cởi đồ ném vương vái trên sàn rồi đi theo vào tắm chung với nó. Người ta giúp cục cưng nha. Tự giúp mình đi. Không phải, ý là muốn kỳ cọ cho đó mà. Không cần, tao có tay. Trời, còn làm mình làm mày nữa chứ em yêu. Nhưng là chịu hết nổi rồi. Khai nhỏ không chờ được đến lúc lên giường nữa, anh sẽ cút luôn cho phòng tắm. Tôi cong người ôm nó từ đằng sau, cẩn trọng hôn lên bờ vai nó một cách thèm thuồng. Khai nhỏ bắt đầu tìm đường đến chỗ quen thuộc, và cái hông trắng bóc khiến đối phương bất ngờ thở hắt ra một tiếng. Tôi dùng bàn tay biến hóa như tắc kè của mình sục sạo khắp cơ thể trắng bóc trước khi chụp lấy bộ phận đã cương cứng của người trong vòng tay làm vật đảm bảo. Cái này một khi đã bắt đầu thì không dừng được. Thớt, được không? Tôi hỏi bằng giọng run run. Thật ra tôi luyện được cái giọng giả tạo như vậy từ thằng Bon và lần nào cũng thành công. Làm gì làm đi, nhưng chỉ một lần thôi nhé. Yes, giấc mắt sắp rơi, tinh thần lên cao hết nấc. Lần này đúng là điên loạn. Thằng Thớt nói là một lần thì tôi sẽ cho một lần, nhưng chỉ là trong phòng tắm thôi, vì 2 lần còn lại, anh xử hết trên giường và nhà bếp luôn. Ghen tị không? Có thể mạnh miệng quả quyết rằng đây chính là chuyện duy nhất mà tôi có thể trở thành người chủ động rất sắt một cách tự hào. Tỉnh lại một lần nữa thì đã 3 giờ chiều. Vợ yêu ngủ mê mệt trên giường, cơ thể in đầy dấu hôn của tôi để lại trên những nơi mà đôi môi càn quét tới. Cho dù đã đưa đi tắm kỳ cọ sạch sẽ, thân thể những dấu vết còn lại chắc cũng phải một thời gian nữa mới biến mất được. Thớt, ta đi làm đồ ăn nha. Làm như thể là một ông chồng lý tưởng, nhưng thật ra tôi bước thẳng tới tủ lạnh,
vớ được món nào đông lạnh là ném vào lò vi sóng ngay lập tức, dễ như ăn cháo. Cuộc sống lứa đôi của chúng tôi và nó là một cuộc sống của những người bình thường, không cần quá rườm rà, không cần ăn cầu kỳ. Đa phần chúng tôi chỉ ăn sao cho no bụng, nhưng hưởng thụ hết cuộc sống là được. Thời gian rảnh không chỉ dính lấy nhau một không thôi, mỗi người đều có mối quan hệ xã giao, những nhóm bạn bè riêng của mình. Vậy cho nên đôi lúc cũng tách nhau ra đi chơi, dành thời gian riêng tư. Tôi chưa từng bị nó cấm cản phải nhất nhất tuân theo mệnh lệnh, chưa từng bị kiểm soát tiền bạc mỗi ngày chỉ được phát 100 bạt để sinh hoạt, tiền của ai nấy tiêu, nhưng với những vấn đề cần giải quyết thì nó sẽ là người đứng ra. Tất cả đúng ok, đơn giản nhưng rõ ràng. Chuyện gái gú cũng không có để mà đau đầu. Đa phần lúc tôi nhìn ngực nhìn mông người khác, thằng thớt sẽ không nói gì, biết là họ đâu có thèm tao, hoặc một lý do khác đó biết rõ là sẽ không đời nào rời khỏi tôi, vì không có nó tôi sống không nổi. 5 năm yêu đương cùng nó không phải là sự lầm đường lỡ bước, xem như có một phần tình yêu trong đó, nhưng bền chặt được đến mức này thì đúng hơn là nhờ sự gắn bó. Đồ ăn hâm nóng xong, tôi múc ra dĩa kèm với nước lọc rồi đem vào tới tận phòng. Tình trạng của vợ yêu không có bệnh đơn giản đâu, chỉ là buồn ngủ. Nặng nhất là từng nằm đó canh nó ngủ gần 24 giờ đồng hồ. Lần đó tôi cứ tưởng nó đi chầu Diêm Vương luôn rồi. Thớt, ăn cơm. Ngồi dậy đi, đau dạ dày bây giờ. Lát ăn đi, buồn ngủ à. Không ngoan ngoãn ngồi dậy là tao xử đó nha. Im lặng không có lời hồi đáp, cơ thể ê ẩm kéo chăn lên che kín đầu để tránh sự làm phiền. Vì không muốn ảnh hưởng đến thời gian ngủ của thằng thớt, nên tôi đành xoay người ra ngoài ăn cơm vừa được hâm nóng, rồi quay trở lại xem cái người đang nghỉ ngơi kia. Khai. Giọng nói run run, mẹ bị điện giật hả vợ? Sao hả? Hôm nay phải gửi tài liệu cho anh Ben lúc 4 giờ chiều. Hả? Gửi giùm tao đi. Tài liệu gì? Kịch bản. Báo xong tin, rồi nó quay lại đánh thêm một giấc nữa. Sắc lạnh đã xuống nên tôi nâng chiếc MacBook quen thuộc của nó lên, bật nhưng chưa kịp làm gì thì tôi đã bị cản chân ngay bước đầu tiên, không vào được, có mật khẩu. Tôi quay sang người đang nằm trên giường hỏi, cho xin mật khẩu cái nào, em yêu ơi, mật khẩu là gì? Cục cưng, mật khẩu của cục cưng là gì vậy? Tôi hay dùng máy của nó thật, nhưng bình thường nó không có shut down máy, không dùng nữa thì để nguyên màn hình. Nhưng chưa bao giờ cần đến mật khẩu. Đến tận hôm nay mới biết có một điều mình chưa hề biết đó là mật khẩu. Trời ơi! Cục cưng bị kẹt password rồi, cho xin đi, không là không gửi được đâu nha. Phiền phức. Câu trả lời vô cùng rõ ràng. Hay mật khẩu là phiền phức ta? Tiếng Anh là annoy. Tưng, không đúng. Nếu mà đúng thì chắc là điên rồi. Vậy sinh nhật vợ. Sinh nhật tôi. Lại không đúng. Giờ phút này đã thử hết tất cả rồi. Số điện thoại nó, tên nó, số phòng, mã số sinh viên, mã số nhân viên, số điện thoại mẹ, món ăn yêu thích, hay là Christopher Nolan. Nhưng câu trả lời vẫn không chính xác. Cục cưng, mau thức dậy nó mật khẩu cho người ta đi, kẻo không kịp gửi cho cục cưng bây giờ. Im lặng, không có động tĩnh gì hết. Tôi đành bắt đầu lục lọi ngăn kéo bàn làm việc của nó để tìm cuốn sổ tay nho nhỏ có ghi chú các liên hệ và những người quan trọng. Cũng may của vợ yêu ghi chú lại các thể loại mật khẩu ở trong này, cho dù là Facebook, Twitter, email, cửa hàng bán đồ online. Tóm lại biết hết tất cả, ngoài trừ mật khẩu máy tính. Mày muốn gì ở tao chứ thằng cuồn? Không thèm suy nghĩ nữa, bực bội, nhanh chóng xách cái MacBook đi qua giường để hỏi nó luôn. Thớt, dài đi đá, ta không gửi tài liệu được, vướng mật khẩu đấy này. Bắt đầu lên tăng xong rồi đó. Ngu, mật khẩu cũ đó. Mật khẩu cũ nào, ta làm sao biết được mày chứ. Tên mày. Tôi cầm nín, nhìn vợ yêu xoay đầu ngủ tiếp mà không thèm quan tâm. Đến tôi dù chỉ là một chút xíu, mật khẩu là tên của tôi hả? Amazing quá đi. Tự nhiên cảm giác vui trong lòng không nói nên lời. Làm lại nào, trở về bàn tập trung chuyên môn lần nữa, cẩn thận gõ từng ký từ tiếng Anh một cách từ tốn. Coupon. Sau khi ấn Enter, màn hình xuất hiện. Chết tiệt, bài hát We Are The Champions vang lên không ngừng trong đầu luôn. Việc gửi tài liệu được tiến hành xong xuôi, vợ yêu mở mắt nhìn thế giới rộng lớn một lần nữa, giờ đã là 5 giờ chiều.
bắt buộc tôi phải hầu hạ cơm nước cho nó thêm lần nữa. Chúng tôi nói chuyện với nhau thật lâu về vụ mật khẩu trước khi phát hiện ra lý do của việc đặt mật khẩu này là để thể hiện rằng tất cả nó cũng là của tôi. Ôi trời, thiếu điều chạy đi lấy điện thoại khoe mẹ ngay lập tức. Cho nên tôi có cơ hội đổi mật khẩu MacBook của bản thân từ Yes Touch Every Day thành Tetrapon một cách hài lòng. 3 ngày nghỉ ngơi trôi qua nhanh chóng, hai chúng tôi gần như không ra khỏi phòng để đi đâu cả. Thức dậy ăn cơm rồi lại nằm ôm nhau ngủ. Tối tối lại ra mở tủ lạnh lấy bia ra ban công nhâm nhi, ngồi chơi game, tủ xì, cởi đồ xong rồi xử nhau thêm mấy bản. Phải gọi là tôi lên cứ mỗi 15 phút trước khi cuộc sống tràn đầy niềm vui này kết thúc để nhường chỗ cho những ngày làm việc bận rộn. Thất, gửi dùm cái tệp coi. Ngày xưa vợ sai chồng như sai hầu kẻ hạ, bây giờ muốn trả đũa lại một chút, làm lô lệ cho nó bấy lâu, giờ có cơ hội lên muốn đòi lại công bằng. Tôi phóng ánh mắt nhìn sang người trắng bóc đang ngồi làm việc trong phòng ngủ kia. Bản thân mình thì ngồi ăn cơm trên bàn, nhờ và mà dùng hết cách, hết muốn điếc màng nhí, quả là yêu thương nhau mà. Tệp nào? Nó hỏi lại. Kịch bản phim mới nhất, tập 15. Gửi cho ai? Anh Sen. Làm chung một ngành nên quanh quẩn đi cũng chỉ có nhiêu đó. Quan hệ giữa đàn anh đàn em cùng khoa thực sự là vững chắc. Đợi chút, để ta làm việc trước đã. Ok. Đây là kịch bản tôi viết cho bộ phim thứ hai trong sự nghiệp sau thành công vượt ngoài mong đợi của bộ phim đầu tiên. Đưa vợ yêu đi ăn mừng đại thắng trận tại Nhật Bản xa xôi. Thật ra muốn đưa đi New York nhưng không được vì mắc khâu visa. Nhắc đến là chảy cả nước mắt. Nó dám từ chối người đẹp trai như Kun Pot đây. Gửi chưa? Đợi tí, đang làm việc. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ, từ công việc đến cuộc sống lứa đôi. Kịch bản tôi viết luôn được thằng Thớt đọc qua và chỉnh sửa, cho nên nó chính là người đầu tiên biết được cốt truyện của bộ phim mà tôi đang rung lấu. Ngồi trong phòng im lặng một lúc, không lâu sau đối phương bước ra ngoài cùng với MacBook quen thuộc của tôi, nét mặt có vẻ không hài lòng. Mày đổi mật mã à? Xin lỗi nhé, mới đổi tối qua. Tên ta có gì không tốt? Xài quá à. Tóm lại mật khẩu là gì mới đúng? Em làm vợ anh nhé. Hả? Nó làm vẻ đã không tin vào tai mình. Mật khẩu là gì cơ? Em làm vợ anh nhé. Dài như vậy sao? Gương mặt trắng bóc bắt đầu đỏ ửng sau khi câu nhắc lại của tôi. Đây không phải là mật khẩu mà là câu hỏi gợi ý để mày nhập câu trả lời vào. Bàn tay mảnh mai đặt MacBook lên bàn ăn. Tôi quan sát nó gõ mật khẩu. Lần đầu tiên là no. Chắc chắn một điều là màn hình sẽ vẫn bị khóa. Nghiêm túc chút đi, hỏi lại lần nữa. Will you marry me? Nếu nhận thì gõ mật khẩu, còn không thì quay về làm việc tiếp đi. Thằng Thớt không nói gì thêm nữa, chỉ đứng đó bặm môi thật chặt. Sau đó quyết định chẳng nói chẳng rằng xách luôn MacBook của tôi vào trong phòng. Chết tiệt, vợ từ chối rồi. Mật khẩu là giết. Chỉ cần gõ xuống xem như đồng ý rồi. Nhưng nó im lặng lâu ơi là lâu, đến nỗi tôi nóng cả ruột gan, chịu không nổi nữa bèn đứng dậy. Toàn bước vào phòng tìm đối phương thì tiếng của người tôi để tâm vang lên. Khai. Sao hả? Tao gửi mail rồi đó. Và câu trả lời khiến tôi mỉm cười trong vô thức. Gửi mail rồi tức là đã nhập mật khẩu. Mà nhập mật khẩu được cũng có nghĩa là cưới thì cưới. Xin chào các bạn, như vậy là mình đã hoàn thành xong bộ truyện Thuyết tán tỉnh cầu Theory of Love với hơn 20 chương chính và 5 chương đặc biệt. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Đam Mỹ Tưởng Truyện. Một câu chuyện khá là dài và từ ngày mai thì đã có phim trên online rồi, các bạn có thể xem phim này. Các bạn hãy ủng hộ cho Đam Mỹ Tưởng Truyện bằng cách bấm like, subscribe để ủng hộ cho Đam Mỹ Tưởng Truyện thực hiện nhiều bộ truyện khác mới nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những bộ truyện tiếp theo.